Mời mọi người cùng ngắm đàn chó con của Loki và chọn chó. Vô địch Việt Nam, nhà vô địch Việt Nam, Loki Gurvy. Quay được nó phải. Nó phải. Đã rồi ăn đấy hả? Hả? Chưa đến giờ ăn. Từ từ. Đứa nào đấy, đứa nào lắm mồm đấy? À, ghê gớm nhỉ. Đàn cho con khỏe mạnh và vui vẻ. Hiếm thôi, yêu nhau thôi, yêu nhau thôi. Không ăn uống gì bây giờ. Con gầm gừ là con xanh lá cây. Hôm nay nóng cho nghịch nước, đừng có gãi nhá. Tí nữa phải cho vào kia cho khô thôi. Mát rồi. Nào, chứ không nghịch nước suốt ngày này nấm. Chút nữa rồi chúng ta sẽ ngắm từng con. Quay riêng từng con để cho mọi người ngắm và chọn. Đàn cún con này rất là cá tính. Tất cả các con trong đàn. Nào ra đây nào. Đúng rồi. Tí nữa rồi ăn. Khổ lắm. Được rồi. Rồi. Đàn cún hôm nay là 48 ngày. Rồi. Yêu rồi. Đứa nào cũng yêu. Nào. Được rồi. Nào, không có cắn dây nhau. Bụp đấy. Nào, không cấu trí nhau, không cồn. Bụp giờ. Nào, tránh xa nhau ra nào. Hai thằng mất đoàn kết này. Hai thằng được. Toàn đại ca thôi. Không có đứa nào chịu làm em đứa nào cả. Mọi người có thể thấy là đàn cún rất là nhanh nhẹn. Đồ chơi của mấy đứa ra chơi đi, ra chơi đồ chơi đi này. Đồ chơi này. Rồi, giải tán đi. Xin chào mọi người. Hôm nay quay đàn con của Loki. Đây là con cái số 1 dây tím. Cái số 1 dây tím thì sẽ về với anh Sáu Tùng ở Sài Gòn. Đàn nhỏ quá mà hôm nay ngày nắng thì ra là không có. Chạy nhảy tí rồi cho chúng nó chơi chung thôi. Đàn cún hôm nay là 48 ngày. Chủ chọn cún. Ok, không nắm đấy. Số 2, cái số 2, dây đỏ. Ok. Mỗi con nó đẹp một kiểu. Cái dây đỏ sẽ về với anh Quang ở Cần Thơ. Rồi. Có thể sẽ được nuôi ở Cần Thơ hoặc là Hậu Giang. Nghe thông tin anh Quang nói thì là như vậy. Con nào cũng rất là tình cảm. Đứa nào cũng biết nghịch hót. Đàn cún thì rất là vui vẻ. Mọi người có thể xem và cảm nhận. Thứ tư là dây cam. Mấy con tím thì nó bám hết ra chỗ gần chủ. Con cam sẽ về Sài Gòn. Mỗi con nó đẹp một kiểu. Và
các con ở trong đàn thì nó có cái đặc điểm chung là cái khung gọc nó rất là khỏe. Ở đoạn đầu video mọi người xem thì mọi người có thể thấy được chân cẳng khung gọc rất khỏe. Đây là con thứ tư. Và các cái con chó nó đều vui vẻ. Không chuẩn đi đâu. Không nghịch quắt người vào đây này. Nghịch đúng rồi. Cào sức cả có một cái sức ở nhỏ chân này. Nghịch quá. Nhưng mà chó nó liền ra, ra cái đấy thì cũng không hẳn. Dây hồng. Dây hồng là về với anh Nghĩa ở Sài Gòn. Hồng. Dây hồng là về với anh Nghĩa ở Sài Gòn. Không biết lên TV sao ấy. Nghe thấy ngại ngùng lắm. Ok. Thế nào mà chuồn vào đây định ngủ á hả? Chuồn vào đây định ngủ. Còn cái xanh lam thì được chủ ở Hải Phòng chọn. Cam. Xanh lá cây là con cái thứ năm. Xanh lá cây nhầm đấy. Đây này. Gọi nhầm màu. Con xanh lá cây là sẽ về với đang nằm ở quanh anh Lượng này. Hải Phòng. Ok. Như vậy là năm con cái đều đã có chủ. Này rất là nắng. Đợi tí cho chúng nó chơi chung vậy. Ok, con cái thứ năm. Đây, đây cả dàn cái đây. Các chủ cứ theo dõi các video. Đàn cún đã có chủ cũng sẽ được cập nhật video thường xuyên. Hơ hơ. Đôi bốn. Sao lại thằng một mình ông Đực này lại lẫn ở đây, thế cho ông làm Đực một luôn nhá. Một mình ông lẫn ở trong đống con gái này. Đây. Đây. Đực số 1. Dây đen. Vẹt trắng. Nào nhìn kia kìa. Có một mình quay video thôi, thành ra là con chó nó không có người gọi. Nhưng mà mọi người vẫn có thể ngắm được nét. Đàn này rất là sắc nét. Được dây đen, được chủ ở Nha Trang, anh Phát chọn. Thanh niên rất nghiêm túc. Ok, thanh niên nằm xuống đây. Được. Ok, được 2 là được có duyên lên video. Đây, cái vẹt ở ngực rồi này. Nói là khi mà lớn lên thì cái vẹt trắng nó sẽ bay. Mọi người có thể thấy là bây giờ gần như là chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Đực số 2 là đực xanh dương. Là con hay lên video lúc bé này. Được nhận lịch về Sài Gòn. Nhưng mà chủ không có đón được. Tại con nào con đấy là nó không tập trung cho nên là nó tai như là bình thường có nhử đâu. Đây để thử nhá. Đực nâu thì được bạn học ở Hải Dương chọn. Nhăn nhở nhở. Đây là ông đực số 2 xanh dương. Đực số 3 đang ngủ bị gọi dậy. Dây đeo dây cỏ màu nâu. Đực nâu sẽ về Hải Dương. Đang ngủ gọi ông dậy đấy. Ok. Đang ngủ giở mắt hả? Hoàn cảnh nhé. Liếc mắt còn không thèm nhìn.
Đây là ông số 3. Ok. À, đây là ông số 4. Ông đực cuối cùng. Cũng là con cuối cùng của cái đàn này. Đàn 9 con. 5 cái 4 đực. Con này là ông lông ngắn nhất này. Nhìn kia kìa. Không có ai gọi ở đằng kia qua. Ở đàn cún con này thì còn 2 con đực tìm chủ. Sợ cứ rút vào đây. Nóng hả? Chúng nó bắt nắng ra bên ngoài, nắng một tí là nắng để cho quay cho đủ sáng để mọi người nhìn cái màu sắc cho nó tròn. Ok. Chơi chung nhá. Con đực dây xanh da trời và con đực là con đực số 4 và con đực dây xanh lam là con đực số 2 là 2 con tìm chủ. Một con thì anh Phong ở Sài Gòn cuối cùng là không nuôi được, và một con là của anh ở Đồng Nai. Thì hai đực này, hai cái suất đực của đàn này, còn lại con xanh da trời và con xanh lam, số 2 và số 4 tìm chủ. Thì mọi người mà muốn chọn cho ngay, chọn và mua được ngay thì mọi người sẽ chọn hai đực này. Thì mời mọi người cùng ngắm cả đàn cún và chúc mọi người chọn cho mình được cái con chó ưng ý và nuôi gắn bó khỏe mạnh. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và lựa chọn chó giống của Rottweiler Gerby. Mời mọi người cùng xem đàn chó. Ở trong kia rồi, nó không muốn ra rồi. Thì ở ngoài này nóng. Ok. Đấy nhá, em làm ở đây. Rồi, được. Ngoài quá. Gây phiền cho nó ngủ chuồn luôn. Ghét. Chúng nó chuồn luôn vì chúng nó đang muốn ngủ mà chủ cứ gạ chơi là ghét chuồn hết. Vào trong nằm rồi cho mát. Hôm nay thì trời rất là nóng. Trong mấy ngày nhiệt độ cao nhất, mấy ngày nhiệt độ tận 38 độ. Đây, chủ ôm chúng nó một tí toát hết mồ hôi rồi, mọi người có thể thấy được là nóng như thế nào. Thành ra là chúng nó sẽ giữ sức ăn xong chúng nó nghỉ. Thì mọi người, các chủ mà chọn chó thì ngắm mặt chọn đi. Còn về cái vấn đề vận động của cái đàn chó này thì chạy đảm bảo cái vấn đề vận động của tất cả các con chó trong đàn là tốt. Mọi người có thể yên tâm về cái việc đấy. Còn cái các cái video về sau, khi mà cái thời tiết nó thuận lợi hơn thì sẽ cho chó chơi để cho mọi người ngắm. Bây giờ là mọi người sẽ ngắm chọn mặt thôi. Đây là hai cô gái đấy. Đấy, và trong này nó mát hơn được một tí tẹo teo mà nó lại thiếu sáng. Nhìn lên nhìn nó cũng không được rõ. Có cái hẹn giờ này. Đây, xích ra ngoài một chút nhé. Đây này, khi ánh sáng nó đủ này. Ok.
rất là nóng. Nhìn đằng trước nóng hả? Ok. Ok. Rồi, vào trong chơi nhá. Mấy đứa vào trong chơi. Thôi mọi người xem tạm thế thôi. Còn cái vận động hôm nay nóng lắm, không có cho nó chúng nó chạy được. Đây, nước đây. Còn nước để uống rồi. Đây. Sao đòi ăn á? Đây. Đấy. Vừa mới ăn xong. Bây giờ là sẽ ra là cái trò là tét nước ra bên nền để làm. Ok, đánh té sẵn rồi. À. Cho mát, cho nó dùng nước để cho nó làm mát. Rồi, ra đây nằm rồi. Đây, làm mát hơn hả? Mát hơn ở kia đúng không? Đúng không? Ra đây à? Đây. Ngồi làm sao để không bị không che chắn chúng nó. Ok, ngồi đấy. Chè hết chúng nó trên màn hình rồi. Trời em. Con cái lúc nào nó cũng sẽ tình cảm hơn. Rồi. Màu hương, em cái màu hương, ok. Ok, chào mọi người nhá. Thôi để tí nữa rồi quay nhá. Để cho các em ngủ đi đã.